vụ thảm sát bốn bà cháu hiện đường rợn người chưa công bố Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, sau khi Doãn Trung Dũng sinh năm 1931 bị bắt và được Công an tỉnh Quảng Ninh di lý về gây trong đêm 26 tháng 9, nghi can đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án, giết hại bốn bà cháu trong gia đình chị Phụ Thị Thanh sinh năm 1983 vào rạng sáng ngày 24 tháng 9 tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Sau khi bắt được Dũng tại quán cà phê Ngọc Anh, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chia sẻ với phóng viên nhiều tin tiết mới liên quan đến vụ thảm sát. Tướng Tiến cho hay khi nhận được thông tin về vụ thảm sát, ngày trong sáng 24 tháng 9, ông cùng một tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự về thành phố Uông Bí và đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Là người trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án lớn, nhưng khi đến hiện trường vụ thảm sát ở Quảng Ninh, ông vẫn không khỏi rung mình khi thấy các nạn nhân bị sát hại. Thiếu tướng Tiến cho biết, tôi đã có rất nhiều năm làm án nhưng tôi chưa thấy có vụ án nào mà hung thủ lại gom các nạn nhân bị sát hại vào một chỗ như vậy. Xác định đây là vụ án lớn gây chấn động trong nhân dân. Cho nên ban chuyên án đã được thành lập, họp bàn đưa ra nhiều ý kiến, triển khai nhiều kế hoạch. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 25 tháng 9, cuộc họp của ban chuyên án kết thúc, lúc này tất cả các bộ chỉ huy và trinh sát lên đường truy bắt đối tượng. Theo lời kể của tướng Hồ Sĩ Tiến, tại hiện trường vụ án cho thấy rất có thể hung thủ sử dụng ma túy, vì nếu không có chất kích thích thì không thể gây án mang rợ tàn bạo như vậy. Sau quá trình khoanh vùng, ra soát, sàng lọc các đối tượng, thì nghi vấn nổi lên tập trung ở đối tượng Doãn Trung Dũng. Bởi Dũng vừa là đối tượng nghiện ma túy đá, vừa là họ hàng của gia đình nạn nhân và đêm xảy ra vụ thảm sát, đối tượng không có mặt ở nhà. Đặc biệt, khi lực lượng điều tra đến nhà triệu tập thì Dũng vùng dậy, trèo qua tường bỏ trốn. Tại nhà ghi can, các bộ điều tra thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có con dao dính máu được đối tượng quấn trong tờ giấy báo giấu trên nóc, bề nước. Trong tối 24 tháng 9, vết máu trên con dao được đi đi giám định, cho kết quả chính là con dao của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hắc, sinh năm 1955. Kết quả này chứng minh Dũng là nghi can số 1 liên quan đến vụ án khiến các trinh sát càng quyết tâm trong việc truy bắt. Ngay sáng hôm sau 25 tháng 9, ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Trung Dũng và ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này. Nhớ lại lúc hỏi cung Doãn Trung Dũng tại công an huyện Thuyền Nguyên, tướng tiến kể, khi nhìn thấy tôi bước vào, Dũng đã nhận ra tôi và nói, cháu biết chú Tiến rồi, chú làm vụ thảm sát ở Bình Phước và khẳng định chỉ có một mình gây án. Khi nhận được thông tin nghi can bỏ trốn, ở khu vực nhà máy đóng tàu tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, các trinh sát lập tức di chuyển đến địa điểm trên và phối hợp với công an thành phố Hải Phòng về bắt đối tượng. Là người từng có hai tiền án và rất manh động, nên yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải bắt bằng được Dũng, nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực đối tượng ẩn náu nếu để đối tượng chạy thoát rất có thể dũng sẽ lưu lệnh bắt cóc con tin đồng thời cũng không để dũng tự sát vì nếu đối tượng tự sát coi như chuyên án thất bại và nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ chiều ngày 26 tháng 9, thứ trưởng lê quý vương có mặt tại công an huyện thiện nguyên trực tiếp chỉ đạo việc về bắt đối tượng đến 21 giờ đêm cùng ngày dẫn trung dũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đối tượng đang đến gặp người quen tại quán cà phê ngọc anh trên địa bàn huyện thiện nguyên trở lại gia đình nạn nhân bị sát hại trong đêm bà lê thị hường chủ tịch hội phụ nữ phường phương nam thành phố uông bí cho hay ngay khi xảy ra vụ án chị thanh đã bị sốc nặng khi mất mát quá lớn chị có ý định tìm đến cái chết bằng cách lao đầu vào tường ba lần nhưng được mọi người phát hiện và kịp thời cản lại bà hương cho biết khi biết đối tượng bị bắt giữ chị thanh và gia đình đã ngồi ngoài được phần nào tuy nhiên chị cảm thấy bất ngờ vì hung thủ không ai khác mà chính là người em rể con bà gì Lúc này chị Thanh thường đề cập đến nghi vấn, việc cách đây hơn một tháng Dũng có mang biếu nhà chị hai con chó, nên khi ra tay sát hại, hai con chó không sủa và chị nghi ngờ đối tượng lên kế hoạch sát hại gia đình mình từ trước. Được biết, sáng ngày 28 tháng 9, chị Đỗ Thị Hoa sinh năm 1976, vợ Dũng và mẹ đẻ đã đến nhà chị Thanh thăm hỏi, chia buồn và xin lỗi gia đình nạn nhân. Âm mưu ớn lạnh trong bức thư của nghi phạm thảm sát bốn bà cháu, nghi can gây ra vụ thảm án rúng động dư luận tại Quảng Ninh, Doãn Trung Dũng đã xa lưới pháp luật vào 21 giờ ngày 26 tháng 9, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Có một tình tiết ít ai biết đó là quá trình chạy trốn, Dũng đã định tự sát. Trả lời thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát hình sự trong cuộc hỏi cung đầu tiên, Dũng nói hắn biết rằng mình đang bị truy nã đặc biệt và nếu bị bắt sẽ bị xử tử hình nên quyết định sẽ tự sát để được chết toàn thây. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến chia sẻ rằng đối tượng vẫn tưởng phạm nhân tử hình sẽ bị xử bắn nên lo lắng nếu bị bắt bị xử bắn không được toàn thây, vợ con không thể hương khói được. Ý định của Dũng là tìm vị trí nào đó, mua thuốc ngủ cực độc uống để tự tử. Tuy nhiên, trước khi tự tử, hắn còn dự tính sẽ tìm sát hại chủ nợ vì đã dồn hắn đến đường cùng. Chỉ là hắn không ngờ lực lượng công an đã bắt được hắn quá nhanh khi hành động tội ác tiếp theo của hắn chưa kịp thực hiện. Chiều qua ngày 28 tháng 9, thông tin từ ban chuyên án cung cấp thêm, các cán bộ điều tra đã phát hiện và thu giữ trong người Doãn Trung Dũng một bức thư. Trong bức thư này, hắn lên kế hoạch sát hại ba người trước khi tự tử đó là người đầu tiên dẫn dắt hắn đến với con đường nghiện ma túy, là chủ nợ luôn đòi nợ hắn gắt gao và người đàn ông từng chửi hắn là chó chui gầm chạn bởi vì dũng sống với gia đình nhà vợ. Chiều 26 tháng 9, đối tượng bắt taxi từ Thủy Nguyên sang Ung Bí để thực hiện kế hoạch. Nếu lực lượng chức năng không kịp thời bắt giữ Dũng, rất có thể hắn sẽ xử lý ba người đàn ông kia trước khi kết liễu đời mình.